Người dân đội mưa vạ vật trong đêm chờ xin ấn đền Trần. 1 giờ sáng ngày 24 tháng 2 tại thành phố Nam Định, hàng nghìn người dân đã xếp hàng vào đền Trần sau khi lễ khai ấn kết thúc. Bên trong đền Thiên Trường, đông nghịt người dân lễ bái cầu may. Nhiều người dân bất chấp thời tiết mưa lạnh, ngồi chờ xếp hàng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để chờ đến giờ chính thức phát ấn. Mở cửa đi vào thì rất là đông mà phải chen chúc rất là nhiều luôn. Với tâm thế của mình thì chắc chắn là mình muốn là sẽ được nhận ấn luôn, không phải đợi chờ gì rồi, nhưng mà nếu như phải đợi thì mình chắc chắn mình sẽ đợi. Tôi chưa bao giờ là đi đâu mà mặc cái áo mưa mà ngồi dạ dật rồi thì dưới má hiên đang mưa lách tách như thế này để đợi ấn rồi, nhưng mà cũng vẫn thấy rất là vui và háo hức để chờ đợi để được phát ấn. Không có chỗ tránh mưa đâu, thế nhưng mà mọi người cũng ngồi dưới những cái hiên thấy cũng hơi vất vả. Đến đây từ lúc 7 giờ tối là đến bây giờ thì tất cả chúng tôi thì cũng sẽ xác định sẽ đứng ở đây từ giờ đến 5 giờ. Không có ngại ngùng gì cả, áo quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng, mũ nón ô dù rồi. Sẽ đứng ở đây để chờ đến khi xin được ấn rồi tra về. Tới 5 giờ sáng, ban tổ chức tiến hành phát ấn, người dân và du khách đứng xếp hàng xin ấn. Tuy nhiên so với năm trước, lượng người chờ đợi lời ấn giảm đáng kể, không còn tình trạng chen lấn và xô đẩy diễn ra. Rất là hoan hỉ ạ. Dù là đã chờ đợi vài tiếng đồng hồ rồi để lấy được mấy chiếc ấn rất là linh thiêng như thế này, cảm thấy rất là may mắn ạ. Mong mọi sự bình an, một năm vạn sự như ý cát tường ạ. Lễ hội khai ấn đền Trần là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc với ba nghi lễ truyền thống là khai ấn, rước kiệu ngọc lộ và rước nước tế cá.